con tên là Nguyễn Thương ạ. Con xin phép cho con được đọc bài kệ thứ 12 trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ạ. Con kính chúc cả nhà tu học luôn được an vui ạ. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Tiên Hóa Đại Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ. Chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nhỡ nghĩ đều không biết, nẻo dự đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát thiện thân đến bên mình. Chỉ dành kiến thuộc ở nơi nào, dẫu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách. Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục uống ăn các ngoại cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Sinh lòng ân trọng cự ngũ tân, rượu thực tà dâm cùng dối luống. 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm tượng nhân gian. Chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hòa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay. Nhẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thứ độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan vốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thưởng an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi. Trọng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình cung kính phát lòng thành. Hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khỏi. Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, tuyển khắp hàng xa nhiều nước cõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Tiên Hóa Đại Bồ Tát, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Dạ con nguyện cho tất cả chúng sinh sớm có nhân duyên với Tam Bảo, với ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát, để trong tương lai được các ngài quy y độ thoát cho về cõi an vui ạ. Om ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha ha.